Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác yêu âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio chuyên cung cấp phụ kiện âm thanh cao cấp. Đây, trong cái video ngày hôm nay thì em trước khi vào nội dung chính nhá, thì em sẽ test luôn cho anh em và các bác để cho anh em và các bác có thể so sánh khi mà một dàn loa nó có chép rời bổ sung bên ngoài và chưa có chép nó khác nhau nhiều thế nào. Đây, thì ngay bây giờ mời anh em thưởng thức chất âm nhá. Hiện tại thì đây là một chất âm của con chép trước mặt anh em và các bác đây. Là đấy, bây giờ sẽ phối thêm dàn dàn loa nữa nhá. Đấy, bây giờ sẽ tắt chép đi này, tắt chép đi để anh em có thể so sánh. Đấy, đang tắt chép đi rồi đấy ạ. Đấy, anh em nghe nó không được sáng hơn đúng không ạ? Nó vẫn hay, bây giờ em chỉ bật thêm chép này, bật thêm chép này. Đó. Cải thiện khá là nhiều đúng không ạ? Em thử tắt chép đi nhá, tắt chép đi để anh em có thể so sánh này. Đó. Vừa xong thì em test hai một cặp này. Đấy, chỉ có hai con thôi đấy ạ mà nó đã sáng được hẳn cái bộ dàn của anh em lên rồi. Thì anh biết tác dụng của khi anh em có thể bổ sung thêm một con chép vào để anh em nghe nhạc, để anh em hát karaoke nó quan trọng thế nào. Đấy, rất nhiều anh em và các bác thì có nhắn tin gọi điện cho em có hỏi để mua những cái cặp chép rời, chép cóc để ngoài. Đấy, thì hôm nay em có lên cho anh em và các bác thì tổng là có ba cấu hình tất cả. Đấy, một cấu hình có vỏ này, anh em nhìn. Đấy, một đôi có vỏ để ngoài cùng đây. Và một đôi có phân tần. Đấy, và một cặp củ rời. Đấy, thì đây là một con loa chép tới từ hãng Pioneer anh bác nhé. Đấy, tới từ hãng Pioneer. Đây, anh em thử nhìn. Đó, con này là Pioneer, model sản phẩm là P8801. Đó, con này thì công suất của nó lên tới 100W ạ. Đấy, 100W và độ nhạy của nó lên tới 91 dB. Trở kháng là 8 ohm, hầu như là đáp ứng đủ tất cả các nhu cầu của cái âm ly. Vì thường âm ly nó chạy từ sẽ là từ 4 ohm cho đến 16 ohm. Thì con này sẽ ở mức 8 ohm. Đấy, rất là dễ phối ghép nên anh em yên tâm. Nhiều anh em cứ sợ phối ghép vào nó có ảnh hưởng đến loa, ảnh hưởng đến công suất của âm ly, không hề anh bác nhá. Đấy, đây là công suất mắc. Đấy, thực chất thì con chép nó chỉ chiếm đến 30 đến 40W thôi. Đấy, nên anh em đừng lo về cái công suất nó chịu tải được hay không. Đấy, thì hôm nay em có lên cho anh em tổng là 3 mẫu tất cả. Một là cái một đây sản phẩm đầu tiên là con loa củ rời. Đó. Hãy để anh em về có thể phối ghép thay thế vào những cái thùng loa cũ mà con chép nó bị cháy, anh em muốn về thì lắp thêm vào, hoặc là anh em về thay thế thì cần những củ loa rời này. Thì bên em có tặng kèm cho anh em những cặp tụ nếu mà anh em muốn có nhu cầu. Đây, đường kính cả vành của nó sẽ rơi vào tầm 10 cm, đây gọi là chép 10 cm. Đấy, cái mặt loa đấy ạ. Còn củ từ của nó thì sẽ nhỏ hơn, củ từ của nó chỉ có 7 cm thôi anh em bác nhé. Đấy, lỗ của anh em chỉ cần tầm 7 phân rưỡi thôi là anh em thể nhét vừa con này rồi. Đó, đây. Model sản phẩm là P8801 rồi. Đấy. P8801 của Pioneer chính hãng luôn và tất cả đều bảo hành cho anh em 1 năm. Lỗi một đổi mới hoàn toàn các bác nhá. Một cặp Pioneer P8801 này thì bên em đang bán với giá là 450.000 đồng cho một đôi củ rời. Đấy, 450.000 đồng cho một cặp như này. Đấy. Sẽ tặng kèm cho anh em tụ, nếu mà anh em nào có nhu cầu thì em có thể hàn sẵn dây cho anh em và các bác luôn, hàn sẵn dây và tụ luôn cho anh em bác. Đấy, về anh em bác để rời. Đấy, thực chất thì nó chỉ cần một con tụ cản thôi, nhưng mà anh em nào nếu mà cẩn thận hơn thì anh em muốn chơi bền hơn và muốn giải nó ra nó chi tiết hơn thì anh em chơi cho em những cặp phân tần thế này. Đấy, đây là những cặp phân tần chép. Đấy, đã lắp vào liền mạch luôn, anh em nhìn. Đấy, lắp mạch này. Trong cái mạch phân tần này thì nó có trở này, tụ này và cuộn cảm, được chưa? Đấy, lắp mạch và chân sắt thế này. Anh em nhìn cũng khá là đẹp chứ đúng không ạ? Đấy, một cặp này thì có mức giá là 650.000 đồng cho anh em bác nhé. 650.000 đồng, bao ship tận tay anh em và các bác luôn. Đấy. Đây. Được chưa? Anh em đến tận nơi thì chỉ có mức giá là 620.000 thôi. Đấy, sẽ bớt được 30.000 phí vận chuyển cho anh em bác. 650.000 là bao ship tận tay nhà bác rồi và có hàn sẵn dây cho anh em luôn này. Dây sẽ dài từ 1m đến 1,5m tùy theo cái nhu cầu của anh em và các bác. Chứ chủ yếu bên em sẽ mặc định là hàn cho anh em dài 1m nhá. Đấy,
Tiếp theo đến là cặp bó vỏ. Cặp bó vỏ này cực kỳ đẹp. Thì rất nhiều anh em và các bác thì nhìn thế này thì có vẻ nhìn nó lộ hết dây điện ra đúng không ạ? Đấy, nhiều anh em không thích. Nhiều anh em thích vỏ để trưng bày Tết. Đấy, đợt dịp Tết này thì rất nhiều anh em về trưng bày để trên những cái nóc loa, nóc thùng loa hay là để hai bên cái tivi cũng rất là đẹp. Đây. Thì đây là một cái cấu hình có vỏ bên em. Đây là mẫu vỏ E1 được chưa? Đấy, đây. Cái đằng sau thì nó có cỡ cầu loa này, anh em nhìn, anh em có thể cắm trực tiếp rắc vào đây. Đây. Trong này nó có lỗ, có dây loa. Anh em cắm trực tiếp vào lỗ này. Đây nó có lỗ ở đây, anh em cắm lỗ vào và xoáy ốc là xong. Âm và dương. Đấy, đánh dấu sẵn luôn âm dương. Đấy, super chép này. Con này thì cũng đây, anh em nhìn nó cũng chỉ bằng một cái găng tay thôi, nó cũng không hề to quá, nó cũng không hề nhỏ. Nó cũng nhìn nó cũng khá là sang. Đây, nó có những cái đường viền này, cực kỳ nổi bật cho anh và bác luôn. Đó, đây, anh em nhìn một vòng. Đấy, đây. Màu xám nhá, màu xám cực kỳ nổi luôn, để trước một cái tivi màu đen. Anh em nhìn để trước một cái tivi màu đen thì nó cực kỳ nổi, nhất là có một cái đường viền nữa này. Đó, cũng cực kỳ đẹp. Anh em về. Và ngoài ra thì bên em có tặng kèm cho anh em cái sợi dây loa để về anh em đấu nối vào trực tiếp. Anh em có thể đấu trực tiếp vào âm ly hoặc là đấu nối trực tiếp vào loa cây luôn cũng được, để cho nó đỡ tốn dây hoặc là đỡ loằng ngoằng dây bên đằng sau. Đấy, có thể đấu trực tiếp xuống loa cây. Đây là một con chép rời đã vào vỏ anh em nhé. Đấy, anh em quan tâm cái mẫu này. Đấy, rất nhiều họa tiết đẹp luôn. Đấy, anh em nhìn. Nó đẹp. Đấy, nó đẹp cực kỳ luôn. Anh em quan tâm mẫu này thì đây là mẫu vỏ E1 được chưa? Anh cần mua con chép Pioneer E1 là em sẽ biết cái con này. Đấy, đấy cực kỳ đẹp. Với giá là 1.250.000 đồng cho một bộ anh bác nhá. Là một cặp đấy. Một cặp thì sẽ gồm mà đây. Gồm một cặp chân này. Gồm một cặp chân thế này này. Và một cặp loa được chưa? Đấy, và có tặng kèm cho anh em những cái sợi dây loa. Đấy, 1.250.000 đồng cho một cặp này. Đấy, cực kỳ đẹp. Anh em để trên nóc loa cực kỳ đẹp luôn. Đây, em thể quay cho anh em nhìn. Em thể quay cho anh em nhìn là hai cặp loa của em để lên cực kỳ đẹp. Đấy, đây. Đây và đây. Đấy, để lên cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Anh em để trên nóc thì vừa có thể con cái các cháu chắt, nó vừa không để động vào, nó đỡ bị rơi. Còn anh em để trên những cái kệ tivi nó cũng rất là chắc chắn nhá. Còn những cái con chân này này. Đấy, thì anh em quan tâm đến cái sản phẩm nào từ củ rời này, giá là 450.000 này cho đến phân tần, giá là 650.000 cho đến những cặp loa E vỏ E1 có mức giá là 1.250.000 đồng, thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em sẽ để ghi ở ngay trên màn hình đây, Minh Nhật Audio, và kèm theo số điện thoại. Cảm ơn tất cả anh em và các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và các bác trong video tiếp theo.